quạt đề thơ, quạt đề thơ. Hòa bút tiên chân quan hoàng 10 ngày đi thất bộ để bài thơ Lý Đô so kim cổ anh bút pháp tinh anh tự nhập thần hoa khai quả kết hồi lòng 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 vân 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 ông mười về mình bút ăn chăm chăm họ thiên hạ ông ca cổ thành thơ đề rằng đa tử đa tôn đa phú quý đắc tài đắc lộc họ Bùi đắc bình 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 trông trông lên mắt đỉnh giáp non thần thấy đức đức hoàng thập thập du xuân trên thung dung đúng đúng tựa thành 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 bàn tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông ra nhìn lên ngọn núi chân 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 đèo suối trong trong núi nước chảy chút xeo quanh sườn quan hòa mưa rơi
quan hoàng người xưa. Nhị á tam trung nhất tuần sơ, nhị tuần là ông đã hiến can rồi. Tam bối nâng nên tính bồ đề các khó lắm, là bởi đủ tam tuần trung các o đồng bởi là rước quan hoàng. Hôm ni tiệc vui, họ vui có lại bài thình ông mười về. Hoàng về chứng đền chứng phụ, hoàng chứng tâm. Tiếp lộc cho thánh mong hoàng loan ra đời cùng vàng
mặc mặc áo choàng gần theo hoa, tay tiên viết câu thơ thành cầm cầm quạt bước chân chân ra. Dòng ngân ngân lưu lô ngoài ngoài bà để lòng hoàng xiết xiết bao niềm nghề ăn các đô đón mời mà lòng lòng còn niềm lưu đầy tiệc hôm nay vui quá đi thôi hát hát ca từng đồng muôn đền lính thiêng cảnh đẹp hoa tươi mây trời cũng ngừng trôi đón quan hoa về ngờ tiếng ca cũng đã to
trần gian. Lòng thành tâm để hương dâng tấu, kính chúc văn ca cùng đàn yên quanh tiếng hoa, trống rung rung nên ba hồi đại tổ thánh ông nghi hoàng hiền thông thông đức đức người độ dân, nay ra lâm cõi trần gian hòa chiếu ban ra hồ thọ. Dâng khúc ca thanh tâm, dâng kính tổ ông đường, hương khói bay ngập trời ngạt ngào khắp muôn ngàn nơi, ước ước mong mong thánh ông thương phù độ. Kính nguyện dân, kính xin thánh ông gia hộ độ muôn nhà phúc duyên tương lai. Ghế ông nhất tâm thiết bày đàn tràng sắc son thịnh. Oh,
người ta sống ở trên đời. Tiên dòng bạc chảy để rồi mà chi. Đến cuối cùng cũng chẳng mà đem đi. Cuối cùng cũng chẳng đem đi. Mà đem đi thì cũng chẳng có là cho ai. Vậy cho nên họ Bùi ghế ông đã có lộc rồi lại có tài, nhưng phải có phúc để mà sống thọ hưởng lộc trời ông Mười. Xóa cho ta đi sạch lạnh lâu. Để họ Bùi ăn ở có trước như có sau. Ông mở đường nhập nhập nghiêng bắc bắc cầu vinh hoa. Chẳng chẳng ơi, chẳng ơi bao nhiêu tuổi chẳng chẳng già. Kế hoàng năm năm đi bao nhiêu tuổi sao vẫn hào hoa. Đẹp như ngày nào vẫn hào hoa như ngày nào. Ta dáng như miệng hoàng cười, như khăn hoàng chít như lời truyền bao. Khi phố cát lúc lại đồi ngang, non kinh võ ngựa dặm ngàn tiêu xa. Ông Mười thương ai thì vạn sự cũng chẳng nề. Trăm điều họ Bùi mà trách lệch, xin hoàng hãy kể cho bằng. Xin hoàng kể cho bằng. Một thương, một thương ông thương cả tập ma lòng. Hai thương hoàng đồ cho thanh đồng vinh 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 hoa. Dọc 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 mi cao nhà. Bốn thương hoa đồ cho vinh 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 hoa đời đời. Buôn bán có mời lắm thương. Năm thương ông cho buôn bán thì có lời. Sau sang giàu.
xanh 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 to đã phù siêu. Ai là người có tâm có đức thì mới đường theo quán hòa người, mới đường theo quán hòa người. Trên sập công đồng, hôm nay đẹp nhất là có những nắng nắng hoa đúng đỏ. Trên sập mi công đồng đẹp nhất là những nàng nàng hoa. Nhưng ông mười hôm nay ông ngừ về thì hoa cũng chẳng đẹp, hoa kia cũng chẳng đẹp. Cùng cô nàng sao
sáu đứng ở bên ngoài chuốc diều hầu ông. Tiên công đang bày sức sức đoạ hồng cùng cô nàng tám phó giá kiểu dâu rước ông mười lên. Cô nàng chín sắc ngước nghiêng trời tiếng tiêu chín thổi khiến đầy vơi lòng khiến đầy vơi lòng. Chấp chấp chấp